Các bạn, hôm nay thứ bảy cuối tuần đây, anh Phi đã vừa up một cái clip lên để hỏi ý kiến của các bạn về việc là có nên gom những cái đơn hàng lại với nhau thành một clip dài để các bạn xem hay không. Nhưng mà đôi khi nó sẽ gặp những cái khó khăn về những cái thông tin anh Phi để trên cái hình nền. Cho nên anh Phi đang có dự định là anh Phi sẽ tách rời từng clip, từng món hàng, từng đơn hàng ra. Nhưng mà trong khi chờ đợi các bạn cho ý kiến cho những cái đợt làm sau thì bây giờ anh Phi sẽ làm cho ba con này. Nhưng trước hết đó là anh Phi sẽ làm cho con thần rồng đi nha. Hai con này thì anh Phi cũng đã làm hộp xong rồi nè. Bây giờ thì anh Phi sẽ cho nó qua một bên. Anh Phi làm hộp của con thần rồng xong, anh Phi sẽ chuẩn bị dây quà tặng cho thần rồng. Và sau đó anh Phi sẽ đóng hàng, test hàng cho thần rồng trước. Rồi sau đó anh Phi sẽ test hàng cho con K2 cam. Và anh Phi sẽ test hàng cho con DS676101 màu xanh màu đỏ này nha. Và bây giờ thì anh Phi sẽ chuyển mấy bạn này qua một bên, chuyển đồ dùng tất cả mọi thứ lỉnh kỉnh qua một bên để anh Phi sẽ làm hộp cho cái sản phẩm thần rồng đại dương nha. Anh Phi đã dọn dẹp cái bàn làm việc rồi đây các bạn. Và bây giờ thì anh Phi sẽ làm cái hộp. Thật sự ra mà nói cái hộp con này á, chiều dọc của nó, chiều ngang này là tầm khoảng 14-15. Thì thường là anh Phi sẽ chọn 15, đặt cái này vào và gạch một cái đường như thế này. Sau đó anh Phi sẽ lấy tới cái ngấn này. Anh Phi đã đo trước rồi là nó sẽ tầm khoảng 6-6.5cm là ổn đó các bạn. Trong lúc quá trình làm hộp á, thì cho anh Phi tâm sự với các bạn một chút xíu. Anh Phi biết á, là trên kênh Abo á, thì hiện nay các bạn xem kênh Abo thì thường nó sẽ trải dài một số vùng miền. Đấy, cho nên á, là anh Phi lại ngại những vấn đề về câu chữ. Chẳng hạn như trong cái quá trình anh Phi làm hộp, làm hàng á, anh Phi hay dùng những cái từ chẳng hạn như là nhé hay nhá chẳng hạn vậy. Thật sự ra đó là một cái thói quen các bạn, chứ anh Phi cũng không có chủ động trong vấn đề đó, không có chủ ý dùng những cái từ đó, nói riết rồi nó thành một cái thói quen. Cho nên đó là trong những cái câu chữ mà anh Phi dùng á, nếu các bạn cảm thấy về ngôn ngữ dùng miền mà nó có một cái gì đó nó hơi khó chịu, nó khó nghe, thì các bạn báo với anh Phi để anh Phi điều chỉnh thôi, chứ không có hẳn là sẽ làm được nha các bạn nhé. Đó, thấy không, lại nhé nữa, thấy không. Cho nên là anh Phi sẽ không cố gắng chỉnh cái chữ nhé đó, tại vì nó thành một cái thói quen rồi. Mà từ nhé này á thì nó chỉ là một cái từ biểu cảm hoặc là một cái từ đệm thôi, nhưng mà nó không phải là một cái từ chửi thề. Cho nên là anh Phi vẫn giữ nha. Không, đó, nhé nữa, thấy không, anh Phi vẫn giữ. Và anh Phi cố gắng là anh Phi hạn chế nói ít hơn cái từ nhé này hoặc từ nhá này. Anh Phi sẽ cố gắng sử dụng những cái câu chữ để cho cái mạch dẫn, cái mạch nói của anh Phi nó không có bị xen nhiều vào bởi những cái từ nhé đó. Còn bây giờ thì anh Phi đã làm hộp xong rồi. Bây giờ anh Phi đó, cho nó vô vậy là xong. Nhưng chưa xong đâu các bạn, ở đây nó còn dư một chút xíu nè. Thông thường thì để tiết kiệm thời gian á, thì như vậy bấm luôn cũng được các bạn ha. Nhưng mà nếu mà có một chút xíu thời gian rảnh á, thì thường anh Phi cũng sẽ làm cho nó bằng cái miệng để chi, để cái hộp hàng nó không có bị lệch lệch, và khi băng keo dán xuống á, nó không có bị hở ra, khó chịu lắm nha. Đó, nhé nữa, thấy không. Rồi bây giờ thì anh Phi đã xong cái hộp của thần rồng sư phụ rồi đây. Phần đầu của clip á, thì anh Phi có nhờ các bạn chỉnh câu chữ một chút xíu. Các bạn là người xem và các bạn là vừa xem vừa nghe trực tiếp, các bạn sẽ thấy dễ dàng chỉnh hơn trong vấn đề câu chữ. Các bạn có vấn đề gì thì comment lại cho anh Phi để anh Phi xem. Tại vì một tuần anh Phi cũng dành ra một vài ngày để xem những cái comment và thả tim cho từng comment của các bạn, là những comment chính đó nha các bạn nhé. Còn những comment mà mang tính chất mà hỏi trả lời ở phía bên trong nhiều khi nó bị ẩn xuống hoặc là nó bị chìm xuống ở phía trong, anh Phi không thấy, thì khi nào thấy anh Phi mới thả tim được. Còn đa phần những comment mới là anh Phi sẽ thả tim. Thả tim ở đây á, ý là sự tôn trọng các bạn, cái thứ nhất. Cái thứ hai, ý ở đây á, là anh Phi rất là thích cái chuyện các bạn comment và anh Phi sẽ thả tim. Và tất nhiên là trong đó nó sẽ có những cái comment mà anh Phi sẽ xóa nha, các bạn không thấy nó hiện lên. Một là nó bị lỗi về câu chữ, hai là các bạn dùng từ ngữ không phù hợp trên với kênh của Abo. Kênh của Abo là không dùng tiếng lóng, không chửi thề, không xỉa xối bạn ha. Chẳng hạn như hồi xưa là anh, thì thật sự là anh Phi làm điều đó cũng là một phần giúp các bạn. Tại vì khi ở trên mạng hiện nay các bạn chửi bới nhau á, thì mặc dù về cơ bản thì cũng không có gì, người ta không có làm tới nơi tới chốn, thì các bạn thì cũng sẽ không có thấy nó bị gì. Nhưng mà người ta làm tới nơi tới chốn thì các bạn cũng khá là mệt. Tại vì
những cái hình thức xúc phạm rồi chửi bới lăng mạ người khác ở trên phương tiện thông tin đại chúng hay là trên mạng internet hiện nay á, nó đã có luật rồi, nó có luật phạt rồi nha các bạn nhé. Cho nên nó là các bạn khi mà dùng từ, các bạn cố gắng ha, các bạn cố gắng, các bạn dùng những cái từ ngữ nó lịch sự để cho sau này nó trở thành một cái thói quen giúp anh Phi. Chứ các bạn cứ mở ra là các bạn xỉa xối, các bạn châm chọc nhau á, là sau này á, các bạn là người thiệt thòi chứ không phải á, là người khác đâu. Tại vì về cơ bản, về luật, về hoạt động hoặc là những cái hội nhóm ở trên internet hiện nay á, là nhà nước mình đang hoàn thiện. Cho nên đó là sau này các bạn sẽ thấy được rằng á, những cái câu chữ, những cái gọi là những cái vấn đề mà các bạn chửi bới người khác ở trên mạng á, sẽ được quản lý rất là kỹ cái phần này. Là họ có muốn làm hay không làm thôi nha các bạn nhé. Chứ không phải á, là các bạn làm như vậy là có sai hay không sai. Chuyện chửi bới người khác, lăng mạ hay xúc phạm người khác là chuyện đó tương chắc chắn là sai rồi. Giống như cái câu chuyện mà tự nhiên mình đang nói chuyện, cái có ai đó nhào vô chửi mình là quạo liền đó nha các bạn nhé. Cho nên đó là các bạn khi mình trao đổi câu chữ với nhau, và kênh Abo hiện nay á, ít lượt xem và ít lượt comment cũng là như vậy. Thứ nhất là anh Phi đã chặn bớt rồi. Cái thứ hai á, các bạn lên các bạn dùng những cái từ ngữ mà theo cái lứa tuổi của các bạn á, hoặc là theo cái cách mà gọi là tiếng lóng của các bạn á, bị anh Phi chặn, cho nên đôi khi các bạn không thích kênh nữa, cho nên các bạn không có đăng ký, các bạn không lên xem. Nhưng mà anh Phi thì anh Phi không có khe cái phần đó đâu. Cái phần đó thì mình chắc chắn mình làm thì cũng mong muốn người khác xem chứ, đúng không? Anh Phi cũng mong muốn các bạn xem, anh Phi cũng mong muốn các bạn chia sẻ chứ. Nhưng mà các bạn không thích, các bạn không xem thì chịu thua thôi. Hoặc là các bạn xem đã đời, các bạn đi mua qua bên kênh Abo, các bạn mua hàng, anh Phi không giao hàng cho các bạn, bởi vì anh Phi không gặp được phụ huynh, cái các bạn giận hàng ngờ, các bạn chửi anh Phi, cái các bạn chặn anh Phi, các bạn ôi làm đủ chuyện hết. Cho nên đó là anh Phi không khe chuyện đó nhé. Chúng ta chơi chung là chúng ta sẽ hiểu nhau nha. Anh Phi sẽ không có dung túng cho những cái chuyện các bạn chửi bới hoặc là các bạn dùng những cái từ ngữ không phù hợp trên kênh. Và cái đó cũng là hình thành một cái thói quen của các bạn. Chúng ta nên lịch sự nhẹ nhàng với nhau thôi, không có vấn đề gì mà phải cáo gắt hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện con vô vô. Các bạn thấy cái con thần rồng này không? Cái khe của nó đó, cái khe chuẩn của nó nằm ở đây, vẫn là theo cái con bạc đạn tiêu chuẩn này. Nó không thể rộng hơn, bởi vì bạc đạn tiêu chuẩn nó không thể làm dài hơn được. Cho nên cái khe ở giữa này nè, anh Phi sẽ lấy cây thước để anh Phi chỉ các bạn nha, nó dễ. Cái khe ở giữa này nè, của cái con bạc đạn này nè, nó không thể rộng hơn nha các bạn nhé. Nó chỉ là như vậy thôi. Bạc đạn loại có rãnh móc sâu hay không rãnh móc sâu thì nó vẫn cái chiều cao chuẩn của một cái bạc đạn nó vẫn là như vậy. Nó không thể nào cao hơn được nữa. Nó không thể nào rộng hơn được nữa. Nó chỉ theo cái chiều rộng của cái bạc đạn này nè. Cái chiều cao của bạc đạn này là cái khe rộng cái khe rộng mà gọi là chuẩn nhất của con yo-yo. Và ở đây khi làm á, người ta sẽ làm cái hình cái quặng như thế này. Chẳng hạn như có những con họ làm sẽ tương đối dựng đứng một chút xíu, có những con họ làm rộng ra. Vậy thì khi các bạn mua hàng, các bạn muốn xem coi nó 1A tới đâu, thì thông thường các bạn sẽ xem cái độ quặng này. Nhưng mà thông thường á, cái người chơi chuyên nghiệp rồi á, họ xem là để họ đi thi đấu kìa. Còn họ chơi sưu tầm thì họ không có quan tâm đâu. Họ chỉ xem cái xếp của nó, chỗ này nó như thế nào, nó thiết kế như thế nào thôi. Có những con cái hình cái quặng nó dài ra luôn á các bạn, nó dài thon ra ngoài luôn á. Các bạn nghiêng lắc nó cũng không đụng được vô tới đây đâu nha. Mà cái đó là những cái con cực chuẩn rồi, anh Phi không nói nữa nha. Thì để cho các bạn hiểu được rằng á, là cái khe này là khe chuẩn nha. Rồi bắt đầu lên tới trên này nó đi dọc ra ngoài, nó xẻ ra ngoài hình một cái nón quặng như thế này. Vậy thì nó sẽ hình thành nên một cái thế xe chữ V, cái chân vạt chữ V như thế này đó. Thì cái độ có cả dây hay không cả dây thì nó lại tính vô ngay đây. Và khi các bạn chơi một thời gian, cái bát này nó sẽ nở ra. Nếu các bạn chơi trong môi trường nước, các bạn ngâm nước hoặc là môi trường ẩm ướt, hoặc là dây này nó bị ướt, các bạn cứ để trong vô vô như vậy một thời gian, nó sẽ nở cái này ra. Và nó sẽ thiên về con vô vô 1A cơ bản là nó hít dây. Bởi vì cái bát này nó nhận nhiệm vụ là hít dây. Và khi nó dày ra là cái độ cạ dây của nó sẽ cao hơn và nó sẽ hít dây. Rồi, tiếp tục nữa, chúng ta cần phải làm điều gì nữa? Dây các bạn đang ướt, ẩm ướt, các bạn chơi, có những bạn chơi trong cái môi trường mồ hôi, có muối, hoặc là chơi cái môi trường biển, dây này nó giữ muối, ha, nó ẩm. Các bạn cứ để dây trong vô vô một thời gian là con cái bạc đạn này nó sẽ bị rỉ. Và chúng ta sẽ phải dùng xăng thơm để chúng ta đánh nó ra. Nhưng mà xăng nó mang tính chất cháy nổ, cho nên anh Phi lại không muốn hướng dẫn các bạn dùng xăng,
Và các bạn, anh Phi có một cái clip anh Phi làm bằng cái tiếp metal bullet. Metal là kim loại, bullet là đánh bóng đó các bạn. Thì các bạn mua ở trên Shopee nó cũng có hai mấy ba chục ngàn thôi. Các bạn mua về các bạn để dành đánh bóng những cái kim loại. Chẳng hạn như cái này cũng đánh bóng được, cái này cũng đánh bóng được. Cứ cái nào bằng kim loại là nó đánh bóng được, chứ không phải chỉ có bạc đạn nhé các bạn nhé. Còn bây giờ đó, các bạn có từng có những cái câu hỏi hỏi anh Phi thì anh Phi sẽ giải quyết trong những cái clip sau. Và bây giờ thì trong cái clip này thì anh Phi cũng chỉ chia sẻ tới mức độ này mà thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem ở đây cái bạc đạn này, nó là bạc đạn 8B ha, tiêu chuẩn. À, bạc đạn 8B tiêu chuẩn. Nó có những cái bạc đạn mà cao cấp á các bạn. Là tiền cái các bạn mua cái con thần rồng sư phụ này nè là cũng chưa mua được cái bạc đạn đó đâu nha. Những cái dòng bạc đạn cao cấp của Yoyo thế giới á các bạn, cái này chưa mua được cái bạc đạn nữa, cái tiền mua con thần rồng này nè đó. Cho nên nó là nó có những cái chẳng hạn như là hàng cao cấp, hàng trung bình, hàng thấp cấp. Cho nên các bạn cũng phải xem xét những vấn đề về giá. Không có ai đi bán cái bạc đạn 300 ngàn cho các bạn với giá 30 ngàn cả. Cho nên các bạn sẽ phải cân đối. Và khi cân đối thì các bạn sẽ phải xem cái chất lượng và uy tín của shop. Ngoài các cái câu chữ, những cái comment thì các bạn cũng phải xem cái cách làm của từng shop. Giống như anh Phi có đọc một cái comment của một bạn trên cái nhóm hàng xe tay đua ngân hà. Anh Phi còn vẫn còn nhớ bạn comment là ráp xong bỏ xuống, chạy chút xíu nó đứng lại, chạy chút xíu nó đứng lại ha. Sản phẩm này nếu mà được đánh giá không sao là tôi đánh giá không sao, shop bán hàng không có đạt yêu cầu. Nói ok em, vấn đề còn lại chúng ta sẽ phải xem xét nha. Trên đó anh Phi có thấy mấy trăm bình luận, đa phần là ok hết, nhưng mà riêng có một bạn đánh giá anh Phi 1 sao, cửa hàng Abo 1 sao, bởi vì sản phẩm như vậy. Anh Phi cũng xin nói luôn, xe tay đua ngân hà là xe lắp ráp, và các bạn lắp ráp vào phải chuẩn, nó chạy mới chuẩn. Còn các bạn lắp ráp lơ mơ thì nó không thể chuẩn được. Còn chuyện lắp ráp có chuẩn hay không chuẩn không phải do các bạn quyết định, mà do thao tác của các bạn quyết định. Các bạn có chịu tìm hiểu, các bạn có chịu nghiên cứu hay không để ráp thành một cái chiếc xe tay đua ngân hà ngon lành. Ok chưa? Tới đây những ai chơi xe tay đua ngân hà sẽ hiểu được ráp cái rơ le nó như thế nào, ráp con ốc nó như thế nào, ráp một cái cạnh nó như thế nào, ráp cái bánh nó vô như thế nào cho hợp lý và để chiếc xe chúng ta chạy ngon lành là một vấn đề. Khi các bạn giải quyết được những vấn đề đó thì chiếc xe các bạn mới chuẩn được. Cho dù chiếc xe ngân hà này anh Phi có lấy cái dòng hàng và anh Phi có mô tả, anh Phi có bán cho các bạn 200 ngàn một con thì các bạn về ráp không được thì nó cũng giống như con 50 ngàn thôi nhé. Cho nên là về xe ngân hà nó là như vậy. Cho nên về chơi Yoyo cũng vậy các bạn. Rồi bây giờ anh Phi sẽ test Yoyo nhé. Clip này nó đạt yêu cầu rồi đó các bạn ha. Với một cái clip mà về một cái test một con Yoyo mà nó dài ở tầm khoảng 12 đến 15 phút là anh Phi đã đạt yêu cầu về mặt review rồi. Nghe ngon lành chưa các bạn ha. Con này thuộc hàng ngon nha các bạn nhé. Thuộc hàng ngon với tầm giá của nó. Đây rất là đẹp sáng. Ánh sáng ngày hôm nay thì không quá hắt, không quá nóng. Ánh sáng rất là đẹp các bạn, cứ xuyên từ ngoài xuyên vô. Các bạn thấy con thần rồng sư phụ không? À, rất là đẹp. Và tất nhiên là anh Phi cũng sẽ có dây quà tặng cho cái con này. Thông thường thì anh Phi sẽ gửi cho các bạn 4 dây nhé. Còn các bạn nếu muốn lấy dây thêm, mua dây thêm thì các bạn nó bị rớt cái này các bạn ha, nhưng mà không có vấn đề gì đâu, cái này nhẹ, nó bao rớt luôn, chỉ có không bao đập, bao đạp thôi ha. Cái này rắn vô đây nè các bạn, để các bạn chơi ngang á. Thì anh Phi đợt này anh Phi cũng có về những cái phụ kiện này để bổ sung lại cho các bạn chơi, hoặc là những cái mã Yoyo mà các bạn không có phụ kiện này mà các bạn muốn mua và nó chuẩn theo Platinum 5 6, nó có cái dòng này nè gắn vô ha. Nhưng mà hàng nó bị kẹt biên, nó chưa về các bạn. Rồi con Yoyo thần rồng sư phụ tới đây là anh Phi đã test xong rồi nè. Rất là đẹp luôn á các bạn ha. Đóng gói rất là thích luôn á. Mặc dù nó sẽ làm cho cái chi phí vận chuyển nó tăng cao, nhưng thú thật với các bạn, sau khi review hết tất cả mọi thứ, anh Phi vẫn thích nhất là dòng hàng của Audi ha, Platinum. Và anh Phi cũng đang chờ Platinum 7 nó ra đây, nhưng mà không biết là nó có ra hay không nữa. Tình hình của Trung Quốc hiện nay khá là phức tạp về mặt dịch Covid. Trung Quốc thì họ đang đeo đuổi cái vấn đề là Zero Covid, cho nên hiện nay họ phong tỏa khủng khiếp lắm các bạn. Nhưng mà anh thì anh không có thông tin, anh xem từ báo đài hoặc là bạn anh bên đó họ chia sẻ tâm sự, thì anh thấy nó khủng khiếp lắm. Nó khủng khiếp ở chỗ á là không phải cái chuyện Covid nó khủng khiếp,
mà nó khủng khiếp ở chỗ phong tỏa rồi đường đi hàng hóa nó ảnh hưởng tùm lum cho đó. Bằng chứng là anh đặt hàng cái đây gần 2 tháng rồi mà hàng nó không về, cái kệ vô vô của anh Phi bây giờ nó thưa thớt dần rồi à, nó từ một cái anh mập mạp mà giờ nó ốm nhôm ốm nhách rồi các bạn, nếu mà so sánh vui vậy đó ha à, nên giờ nó ốm nhôm ốm nhách rồi, hàng hóa bây giờ bắt đầu nó cạn kiệt, nó không có còn đủ mẫu để anh Phi phục vụ cho các bạn. Bằng chứng á, là cái con thần hổ cấp 5 Lazintin 5 676106 rất được các bạn yêu thích. Mà thú thật với các bạn á, anh Phi đã đặt nó từ hôm Tết, anh Phi thấy rồi, anh Phi bị hết hàng, anh Phi đặt không kịp, anh Phi đặt nó từ hôm trước Tết tới nay mà nó không chịu về luôn đó các bạn nha. Còn các bạn hỏi anh Phi á là à, hàng bên kia bán làm sao, con này chơi như thế nào, con kia chơi như thế nào, thì các bạn bây giờ YouTube đã rộng mở rồi, các bạn lên trên đó các bạn gõ giúp anh Phi nhé, clip các bạn hướng dẫn ở trên đó cũng nhiều. Và anh Phi thấy có một cái clip của một bạn nhỏ chiếu, bạn hướng dẫn kỹ thuật 1A cơ bản lắm, cực kỳ cơ bản và cực kỳ dễ hiểu luôn à, clip nó được mấy chục ngàn lượt xem luôn các bạn, thì các bạn cũng có thể xem ở đó để các bạn hiểu được cái kỹ thuật lên dây 1A cơ bản nhất của một người chơi cơ bản nhất ha, nó dễ dàng hơn. Giống như các bạn xem cái clip của anh Lĩnh, các bạn sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn à. Đã anh Lĩnh khi quăng xuống, anh Lĩnh hút lên là đơn giản lắm, anh Lĩnh không nói nhiều, anh Lĩnh không có chia sẻ nhiều như anh Phi nha. Còn anh Phi thì anh Phi mang tính chất vừa làm hàng vừa chia sẻ thông tin của các bạn ha, không bổ bề dọc thì cũng bổ bề ngang, cho nên là anh Phi chia sẻ thông tin. Và tới đây thì anh Phi đã xong cái clip về thần rồng sư phụ, và bây giờ thì anh Phi sẽ chuyển qua hai cái clip phía sau cũng là hai con vô vô luôn, để xem coi anh Phi sẽ quyết định làm con nào trước nhé. Rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn nha.